Hello, Antashi chào tất cả mọi người nha. Đây, sau khi Antashi chế nước vào hang dế cơm thì việc còn lại là chờ đợi nha mọi người. Chỉ cần con dế cơm nhú đầu lên và Antashi sẽ tóm nó nha mọi người. Đây, Antashi đã thấy đầu chúng rồi. Hai bạn. Rồi Antashi đã tóm được đầu chúng rồi nha mọi người. Việc còn lại là nhấc nó lên thôi nha mọi người. Giờ khỏe dữ ta. Đó. Rồi, Antashi đã tóm được chúng rồi. Đây. Antashi sẽ thả chúng ra để đổi góc quay bật bên trên cho mọi người thấy rõ nha. Rồi đây, con dế của chúng ta đây nha mọi người. Wow, chúng rất là khỏe nha mọi người. Hai con dế đó nha mọi người. Đây. Anh bắt được hai con dế rồi nha mọi người. Đây. Bên này một ổ này có hai con dế nha mọi người. Tên đã dưới trời. Đây một ổ hai con dế hành chi. Đó. Thì ra là một ổ hai con dế hành chi nè. Con cái rất là to nha mọi người. Thôi không làm phiền chúng nữa nha mọi người. Ăn thì thả đi thôi. Bye bye.